Cô chào các con, cô rất vui được gặp lại các con. Ở tiết học trước, các con đã được học bài luyện tập. Vậy trong tiết học hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu từ bài Phép trừ trong phạm vi 6, tiếp theo tiết 1 nhé. Qua tiết học này, các con tìm kết quả của phép trừ trong phạm vi 6 nha. Bây giờ, cô mời các con cùng nêu lại tên bài học ngày hôm nay nào. Phép trừ trong phạm vi 6, tiếp theo tiết 1. Bây giờ, cô mời các con cùng nhìn lên màn hình nhé. Các con hãy quan sát tranh cho thật kỹ và cho cô biết tranh vẽ gì. À, các con nêu rất chính xác. Tranh vẽ lại, các bạn đang chơi trò đố nhau. Trên bàn có rất nhiều thẻ. Trên một thẻ có ghi một phép tính trừ trong phạm vi 6. Bạn trai bên phải trên tay cầm một thẻ. Trên thẻ có ghi phép tính 6 trừ 4. Và bạn trai đã đố các bạn gái. 6 trừ 4 bằng bao nhiêu? Bạn gái bên trái đưa tay trả lời. 6 trừ 4 bằng 2 các. Và tranh vẽ còn thể hiện thêm các phép tính trừ khác trong phạm vi 6 nữa đó các con. Vậy bây giờ cô và các con cùng chơi trò đố nhau nhé. Cô đố các con 1 trừ 1 bằng mấy? À, các con nêu rất chính xác. 1 trừ 1 bằng 0. Tiếp theo cô đố các con 2 trừ 1 bằng bao nhiêu nè? À, các con nêu rất tốt. 2 trừ 1 bằng 1. Vậy 3 trừ 1 bằng bao nhiêu? À, 3 trừ 1 bằng 2. Tiếp theo cô có 4 trừ 1 bằng mấy nè? À, các con nêu rất tốt nha. 4 trừ 1 bằng 3. Vậy 5 trừ 1 bằng bao nhiêu? À, 5 trừ 1 bằng 4. Tiếp theo cô có 6 trừ 1 bằng bao nhiêu? À, 6 trừ 1 bằng 5. Các con cố gắng tiếp tục nhé. Câu đố các con, 2 trừ 2 bằng bao nhiêu? À, 2 trừ 2 bằng 0. Vậy 3 trừ 2 bằng mấy nè? À, 3 trừ 2 bằng 1. Vậy 4 trừ 2 bằng bao nhiêu các con? À, các con nêu rất tốt. 4 trừ 2 bằng 2. Tiếp theo cô có 5 trừ 2 bằng bao nhiêu? À, 5 trừ 2 bằng 3. Vậy 6 trừ 2 bằng mấy các con? À, 6 trừ 2 bằng 4. Câu đố các con, vậy chứ 3 trừ 3 bằng bao nhiêu nè? À, các con nêu rất tốt. 3 trừ 3 bằng 0. Tiếp theo cô có 4 trừ 3 bằng mấy nè? 4 trừ 3 bằng 1. Vậy 5 trừ 3 bằng bao nhiêu? À, 5 trừ 3 bằng 2. Thế 6 trừ 3 bằng mấy các con? À, 6 trừ 3 bằng 3. 4 trừ 4 bằng bao nhiêu nè? À, các con nêu rất chính xác. 4 trừ 4 bằng 0. Vậy 5 trừ 4 bằng mấy? À, các con nêu rất là tốt. 5 trừ 4 bằng 1. Tiếp theo cô có
6 trừ 4 bằng bao nhiêu? À, 6 trừ 4 bằng 2. Cô đố các con, 5 trừ 5 bằng mấy? À, các con nêu rất chính xác nha. 5 trừ 5 bằng 0. Vậy 6 trừ 5 bằng mấy nè? À, 6 trừ 5 bằng 1. Vậy 6 trừ 6 bằng bao nhiêu? À, 6 trừ 6 bằng 0. Cô nhận thấy các con tham gia trò chơi rất tốt. Cô có lời khen. Các con hãy tự vỗ tay để khen ngợi mình nhé. Cô giới thiệu với các con, đây cũng là bảng trừ trong phạm vi 6. Bây giờ chúng ta cùng đọc lại các phép tính mình vừa thực hiện nha. 1 trừ 1 bằng 0. 2 trừ 1 bằng 1. 3 trừ 1 bằng 2. 4 trừ 1 bằng 3. 5 trừ 1 bằng 4. 6 trừ 1 bằng 5. 2 trừ 2 bằng 0. 3 trừ 2 bằng 1. 4 trừ 2 bằng 2. 5 trừ 2 bằng 3. 6 trừ 2 bằng 4. 3 trừ 3 bằng 0. 4 trừ 3 bằng 1. 5 trừ 3 bằng 2. 6 trừ 3 bằng 3. 4 trừ 4 bằng 0. 5 trừ 4 bằng 1. 6 trừ 4 bằng 2. 5 trừ 5 bằng 0. 6 trừ 5 bằng 1. 6 trừ 6 bằng 0. Cô lưu ý với các con, ở dòng thứ nhất được xem là bảng trừ, một số trừ đi 1. Một số ở đây là các số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở dòng thứ hai được xem là bảng trừ, một số trừ đi 2. Một số ở đây là các số 2, 3, 4, 5, 6. Ở dòng thứ ba được xem là bảng trừ, một số trừ đi 3. Một số ở đây là các số 3, 4, 5, 6. Ở dòng thứ tư được xem là bảng trừ, một số trừ đi 4. Một số ở đây là các số 4, 5, 6. Ở dòng thứ năm được xem là bảng trừ, một số trừ đi 5. Một số ở đây là các số 5, 6. Ở dòng thứ 6 được xem là bảng trừ, một số trừ đi 6. Một số ở đây là số 6. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng kiến thức vừa học để thực hiện phần bài tập nha. Bài 1. Tính nhẩm. Để thực hiện được bài tập này, các con hãy vận dụng bảng trừ trong phạm vi 6 vừa học để tính nhẩm nha. Nếu như các con chưa nhẩm được ngay, thì mình có thể sử dụng ngón tay, que tính, các chấm tròn hoặc các đồ vật khác để tìm kết quả nha các con. Bây giờ, cô mời các con cùng thực hiện vào vở đi nào.
Cô nghĩ các con đã thực hiện xong rồi. Bây giờ, cô mời các con cùng nhìn lên màn hình nhé. Các con hãy cho cô biết 4 trừ 3 bằng mấy? À, các con nêu rất chính xác. 4 trừ 3 bằng 1. Vậy tiếp theo cô có 5 trừ 1 bằng mấy? À, 5 trừ 1 bằng 4. Vậy 5 trừ 5 bằng bao nhiêu các con? À, các con nêu rất tốt. 5 trừ 5 bằng 0. Vậy cô có 4 trừ 1 bằng mấy nè? À, các con nêu rất tốt nha. 4 trừ 1 bằng 3. Vậy 6 trừ 1 bằng mấy các con? À, 6 trừ 1 bằng 5. Tiếp theo cô có 6 trừ 5 bằng bao nhiêu nè? À, 6 trừ 5 bằng 1. Các con cho cô biết 5 trừ 4 bằng mấy? À, 5 trừ 4 bằng 1. Vậy 6 trừ 3 bằng bao nhiêu các con? À, các con nêu rất tốt. 6 trừ 3 bằng 3. Vậy 3 trừ 3 bằng mấy nè? À, các con nêu rất chính xác rồi nha. 3 trừ 3 bằng 0. Bây giờ chúng ta cùng đọc lại các phép tính mình vừa thực hiện nhé. 4 trừ 3 bằng 1. 5 trừ 1 bằng 4. 5 trừ 5 bằng 0. 4 trừ 1 bằng 3. 6 trừ 1 bằng 5. 6 trừ 5 bằng 1. 5 trừ 4 bằng 1. 6 trừ 3 bằng 3. 3 trừ 3 bằng 0. Các con lưu ý, ở bài tập này, nếu như các con tìm được kết quả chính xác, cô có lời khen nhé. Còn nếu như các con thực hiện chưa chính xác, thì sau tiết học này, các con nhớ thực hiện lại nha. Bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu bài tập số 2 nhé. Bài 2. Tìm các phép tính có kết quả là 2. Để thực hiện được bài tập này, trước hết, các con tìm kết quả của các phép tính đã cho. Sau đó, các con sẽ tìm các phép tính có kết quả là 2 nha. Bây giờ, cô mời các con cùng thực hiện vào vở đi nào. Cô nghĩ các con đã thực hiện xong rồi. Bây giờ, cô mời các con cùng nhìn lên màn hình nhé. Các con cho cô biết 4 trừ 2 bằng mấy nè? À, các con nêu rất chính xác. 4 trừ 2 bằng 2. Tiếp theo cô có 3 trừ 1 bằng bao nhiêu?
trừ 1 bằng 2. Vậy cô có 2 trừ 1 bằng mấy? À, các con nêu rất tốt. 2 trừ 1 bằng 1. Tiếp theo cô có 3 trừ 2 bằng mấy? À, các con nêu rất là tốt. 3 trừ 2 bằng 1. Thế thì 5 trừ 3 bằng mấy các con? À, 5 trừ 3 bằng 2. Vậy cô có 6 trừ 2 bằng bao nhiêu? À, các con nêu rất chính xác. 6 trừ 2 bằng 4. Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp nhé. Thế thì 6 trừ 4 bằng bao nhiêu? À, các con nêu rất tốt. 6 trừ 4 bằng 2. Vậy 5 trừ 2 bằng mấy các con? À, 5 trừ 2 bằng 3. Thế cô có 2 trừ 2 bằng bao nhiêu? À, 2 trừ 2 bằng 0. Bây giờ, chúng ta cùng đọc lại các phép tính mình vừa thực hiện nha. 4 trừ 2 bằng 2. 3 trừ 1 bằng 2. 2 trừ 1 bằng 1. 3 trừ 2 bằng 1. 5 trừ 3 bằng 2. 6 trừ 2 bằng 4. 6 trừ 4 bằng 2. 5 trừ 2 bằng 3. 2 trừ 2 bằng 0. Thực hiện đến đây, cô nghĩ các con đã tìm được các phép tính có kết quả là 2 rồi. Bây giờ, cô mời các con cùng nêu lại nhé. Các phép tính có kết quả là 2 là phép tính 4 trừ 2 bằng 2, 3 trừ 1 bằng 2, 5 trừ 3 bằng 2, 6 trừ 4 bằng 2. Cô nhận thấy các con thực hiện bài tập số 2 rất tốt. Cô có lời khen. Vậy bây giờ, các con hãy cho cô biết, trong tiết học hôm nay, chúng ta vừa tìm hiểu bài gì? À, các con nêu rất chính xác. Chúng ta vừa tìm hiểu bài phép trừ trong phạm vi 6 tiếp theo tiết 1. Ở nhà, các con nhớ xem lại bài, đồng thời thực hiện lại những bài mình đã làm chưa chính xác nha. Tiết học hôm nay đến đây là hết. Cô chúc các con chăm ngoan, học tốt nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các con ở tiết học sau.